cô giáo đang đến, hãy giúp tôi giấu cái máy chơi game này. Giấu, tẩy, tẩy nó đi. Tẩy nó. Che lại. Các bạn che ngón tay lại là qua màn. May quá không bị cô giáo phát hiện. Nhấp vào menu để qua câu hỏi tiếp theo. Menu. Nhấp vào menu. Không có chữ menu. À đây nè. Các bạn nhìn ở dưới giữa màn hình, giữa màn hình phía dưới bên phải có cái chữ menu nhỏ nhỏ. Nhấp vào đó là qua. Bạn rất tinh mắt. Cậu bé muốn uống nước cam ở phần đáy của cái ly trước. Phần đáy của cái ly nó có một chiếc sọc. Mình sẽ lấy một nửa đó ra cho đứa bé này uống. Nước cam quá ngọt. Con gấu trúc thật là cô đơn. Copy nó ra. Gấu trúc đã có bạn, không còn cô đơn nữa. Con khỉ đã bị nhốt, hãy cứu nó ra. Con khỉ đã bị nhốt, phải tìm một chiếc chìa khóa. Chìa khóa các bạn lật ngược, các bạn để ngược cái điện thoại lại thì chìa khóa nó sẽ rớt ra. Mở cửa thôi.